so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Hôm thì như clip trước mình đã review về hãng Flametoy rồi. Và ngày hôm nay mình review tiếp một sản phẩm không phải là của hãng Flametoy mà là KO lại của hãng Flametoy các bạn. KO tỷ lệ 1-1 luôn. Đó. Và đây là cái box sản phẩm chúng ta. Chả có gì hết, chỉ có chữ TN thế này thôi. Đấy, và cái sản phẩm được KO lại là sản phẩm nhân vật Tang nha các bạn. Đấy, Tang trong team DCD đó. Đấy, nhân vật đó quá ngầu khỏi nói rồi. Đấy, và cái hãng sản xuất ra làm lại con nhân vật này là cái hãng này các bạn. Mình chả biết đọc tên sao nữa. Đấy, và trên đây cũng không có bất kỳ một cái thông tin nào đó. Một cái bóc rất là xấu luôn. Quá đúng theo kiểu tính chất của những cái hãng KO làm cái bóc kiểu vậy thôi. Nhưng mà cái bóc thì cũng không nói lên được cái vấn đề là cái sản phẩm chất lượng bên trong như thế nào, đúng không? Đây, quan trọng là cái chất lượng bên trong. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng unbox để xem bên trong có gì nha. Thật sự là không phải đứng hình đâu các bạn, mà là mình không biết nói cái gì hết á. Nói chung là bây giờ unbox đi. Mệt quá, ngồi suy nghĩ không biết nên nói cái gì. Mở đầu ấy, kiểu vậy á. Rùm ra phức tạp mở luôn các bạn ơi. Đấy, thì bên trong nè. Đấy, cái bóc của chúng ta quá đã. Thì đây là lần đầu tiên mình mở luôn nha. Đấy, còn siêu này kia các kiểu luôn các bạn. Đấy, mở ra có cái lớp. Tráng tráng. Quá đã các bạn. Ui, ơi, cái này dục ra bậy nha. Cất trong túi. Bớt ẩu, bớt ẩu. Đó, thì chúng ta sẽ có. Đây, coi như vật chính ha. Rồi, cái đồ gì đó chả biết trong đây. Đấy, rồi trong đây cái gì nữa đây? Phụ kiện gì đó, chả biết nữa. Đấy, kéo kéo ra rồi ẩu này kia. Rồi súng ống ở đây, chắc là súng ống này. Súng ống gì đó, đúng rồi. Hai khẩu súng của chúng ta. Đó, có đủ một cặp súng luôn ha. Quá xịn sò luôn, thêm một chút các bạn sẽ xem chi tiết hơn. Thì bây giờ mình sẽ mở ra sơ sơ vậy thôi, cho các bạn biết ở trong đó nó có cái gì thôi. Rồi đây là em nhân vật chính chúng ta ha. Đây, em nhân vật chính, quá xịn sò luôn. Cầm rất là nặng tay các bạn. Cầm siêu nặng luôn ấy, rất là đầm luôn. Đây, thì bây giờ mình đo thử luôn là chiều cao luôn, chơi lớn luôn nè các bạn. Không biết là nó cao cỡ bao nhiêu đây. Cái chiều cao của nó là cỡ từ đầu tới đây là 22 cm. Đấy, chiều cao rất là lý tưởng luôn. Đây, rất là giống như cái chiều cao của những cái con của hãng Flametoy này các bạn. Và cái cân nặng của nó, đây, cái cân thần thánh luôn. Cân cho các bạn xem luôn này, cái trọng lượng của nó ha. Thử coi nó bao nhiêu. 688 gram. Các bạn thấy không? Trời ơi là trời, rất là nặng luôn. Rất là nặng luôn các bạn. Chứng tỏ là hàng cũng chất lượng ấy. Trong đây nó sẽ có die cut rất là nhiều luôn, chứ không phải là kiểu mà KO lại rồi cắt bớt hay này kia ha. Rất là ok không ấy. Để quanh đây để xem phụ kiện tiếp là cái gì. Trước mắt là mình cầm lên mình thấy nó ok rồi các bạn. Hàng KO nhưng mà cũng có KO dis, KO dash ha. Đấy, KO chơi mà chưa mở ra là gãy rồi. Rồi KO mà kiểu mà hàng xịn. Đấy, xịn sò. Tại con này thì có giá nó cũng gọi là khá là cao đó các bạn, chứ không phải là rẻ đâu. Hình như 3-4 triệu gì đó. Và bên trong là cuối cùng là mình sẽ có cái hộp kiểu như thế này, cái đế vậy thôi. Và một cái mặt nạ. Đây, mặt nạ rất là xịn sò luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng review để xem cái nhân vật này sẽ như thế nào nha. Ta-da! Và đây là toàn bộ phụ kiện trong mỗi box mình có được ha. Thì trong một box mình sẽ có cái bộ đế này, một em nhân vật chính, một cái mặt nạ, một cái đồ để gắn sau lưng, hai đồ để gắn lên tay và hai khẩu súng. Và mình rất là bất ngờ luôn khi mà hãng đã làm ra thêm cái bộ bonus pack này, đó chính là một cái cặp loa và thêm một cái mặt nạ nữa. Thì nói về cái bộ bonus pack này thì cho bạn nào chưa biết thì hãng Flametoy khi mà sản xuất ra bán ra thị trường á, thường á là cái dòng Kurokarakuri nó sẽ có hai phiên bản. Một là cái phiên bản bình thường đấy, và phiên bản thứ hai là phiên bản sẽ có thêm cái bộ bonus pack này. Thì để sở hữu được nó là các bạn sẽ có hai cách.
Một là các bạn phải reorder trên cái trang web của nó quy định. Hai là các bạn phải tham gia event gì đó. Nói chung là như vậy nó mới có được cái bộ bonus pack. Giống như cái clip review trước mà mình đã thiếu cái reel đó các bạn. Đó là chính là mình thiếu cái bộ bonus pack này. Và cái hãng KO đã làm lại có cái bộ bonus pack luôn. Rất là chiều chơi luôn các bạn. Đó, trước mắt là mình đã thấy là đáng đồng tiền rồi đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ nhìn gần chút xíu để xem nhân vật chúng ta như thế nào nha. Ta-da! Và đây là em nhân vật chính ta ngày nay á. Một em khá là đẹp và xịn sò luôn. Thì em nhân vật này là được KO, đấy, knock off có nghĩa là copy đạo nhái lại từ em nhân vật chính đấy của hãng Flametoy, em nhân vật Tang trong team DGD đấy. Thì nhân vật Tang là quá nổi tiếng rồi. Đó, này bạn nào chưa biết thì có thể xem lại cái clip mà mình review về em nhân vật Tang của hãng MMC á, mình nói khá là rõ luôn. Còn về hãng Flametoy thì mình nghĩ là các bạn đã biết rồi đúng không? Từ trong clip trước mình đã có nói. Đó. Và em nhân vật này nằm trong series Kuro Karakuri của hãng nữa, hãng Flametoy các bạn. Và giá thành là chắc chắn là không hề rẻ đúng không? Nhưng mà em nhân vật này được KO lại đó và có giá thành rồi tầm đâu đó 3-4 triệu các bạn đó, giá thành rẻ hơn một nửa luôn. Đó là các bạn phải biết rồi chất lượng của nó sẽ như thế nào đúng không, chắc chắn là nó sẽ thua kém rồi đó. Thì trong cái clip này mình chú ý là mình tập trung, mình focus vào cái chất lượng của em nhân vật này, điều mà các bạn quan tâm nhất lúc này đúng không. Còn về ngoại hình của nó thì nó khá là đẹp rồi các bạn. Thì điểm đầu tiên và mình ấn tượng đó chính là cái ngoại hình của nó, nhìn nó rất là giống luôn với em nhân vật Real. Thì khá là tiếc luôn mà mình không có được em Real đây để so sánh cho bạn xem đấy. Thì mình cũng có cái thước ở đây để mình đo thử coi. Thì đầu clip mình đã có đo rồi các bạn, bây giờ mình đo một lần nữa ha cho chính xác luôn. Thì em nhân vật này là cao 22 cm đấy, chiều cao đúng với cái series Kuro Karakuri luôn đấy. Và mình sẽ có hai nhân vật để cho các bạn so sánh này. Và khi vào để vào các bạn thấy không, là nhìn không phân biệt được đâu là con Real và đâu con KO luôn, nó sẽ hòa làm một luôn, rất ok luôn. Và các bạn nhìn kỹ này sẽ thấy này, ở đây là hãng làm ra luôn cái logo để Decepticon luôn, và logo này nó được in nổi luôn nha các bạn, nó nổi lên luôn ấy chứ không phải là kiểu mà dán này kia, nhìn rất là chất lượng, rất ok luôn. Và để vào chung như vậy mà mình không biết được là con Real con KO thật sự như vậy đấy. Và cầm trên tay thì nó rất là nặng luôn, từ đầu clip mình đã có cân cho bạn xem rồi, nó hơn nửa ký luôn. Rất ok, rất good ha. Nhưng mà bên cạnh đó khi mình trải nghiệm con nhân vật này ấy, mình phát hiện ra một vài điểm nó không có được ok mấy. Thật sự là KO nó cũng sẽ có vấn đề thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ nhìn gần chút xíu và mình sẽ chỉ ra những cái điểm đó cho các bạn xem nha. Thì đầu tiên phần đầu của nhân vật ha. Đấy, thì đây là cái điểm đầu tiên mình chê luôn các bạn. Đấy, tại sao? Tại đây cái mặt tiền mà làm như vậy là mình không chấp nhận được các bạn. Đấy, các bạn nhìn kỹ này, cái phần miệng của nhân vật nè, quá là kỳ luôn. Đấy, tôi còn cái phần nhựa thừa luôn các bạn. Mình có thể fit được ha, nhưng mà mình không fit. Mình muốn để cho các bạn thấy là cái việc mà con EO như thế nào. Con này đâu có rẻ đâu, cũng 3-4 triệu một con các bạn. Để mà làm ăn như thế này nè. Rồi cái con mắt của nó nhìn nó dại dại. Và tổng thể cái khuôn mặt ấy nhìn nó cũng không có ra cái phần gọi là ác nhân nữa, mà ra cái khuôn mặt nó hiền hiền, nó là sao ấy. Nó khác hoàn toàn với khuôn mặt của con Real luôn. Mình xem ảnh thì nó khác luôn, khá là tức luôn ha. Mình không có con Real đây để so sánh các bạn xem. Đấy, nhưng mà cũng phải thừa nhận là hãng cũng có sơn phết này kia, kiểu sức xước này nọ ha. Đấy, thì cái khuôn mặt này nó sẽ có led nha các bạn. Cái phần đầu có led. Thì để mở cái led đó, thì ở phía sau này mình sẽ có cái phần pin ở đây. Thì mã pin này là LR44 ha. Đấy, mở thì mình sẽ nhấn vô dây. Đây, mở lên. Đó, bạn thấy này, cái khuôn mặt này sẽ sáng lên, sáng đèn lên ha. Đấy, đó rồi mình tắt này. Mở nè, tắt mở nè. Đấy, đèn cũng rất là sáng, rất ok luôn. Đấy, và cũng khá là may mắn luôn khi mà hãng cho mình được thêm hai cái phần mặt nạ như thế này đó, để che lấp cái độ ngây thơ đó lại. Đấy, một cái nó sẽ xước xước, còn một cái nó sẽ nguyên vẹn cái phần xước. Nhìn có vẻ nó ok hơn ha. Thì mình sẽ sử dụng cái phần xước nha các bạn. Đó, thì khi gắn vào nó bắt đầu phát sinh một cái vấn đề nữa các bạn. Đấy, gắn vào cũng khá đơn giản thôi, gắn vào như thế này. Thì khi gắn vào cái khuôn mặt của nó không ra ngầu, mà nhìn nó đang cười cười, phải không? Cái phần ánh sáng và phần thiết kế nó sẽ làm cho con nhân vật có vẻ nó đang cười cười nè. Nhìn nó sao, nói chung là nó ổn hơn cái đầu kia. Đấy, và khi nhìn xuống một chút xíu, đấy, nhìn xuống xíu cái phần ngực của nhân vật nè, các bạn sẽ thấy này, nó cũng có đèn luôn. Đây, thì mình sẽ tắt nè, tắt mở cho bạn xem nè. Đèn cũng rất là sáng các bạn, quá sáng rồi, rất ok luôn ha. Đấy, và phần ngực này thiết kế nó rất ok, rất đẹp luôn, rõ ràng là con Real làm quá xuất sắc rồi. Đây, thiết kế cái phần nhựa clear ở đây này, quá đẹp luôn. Đó, và cái phần logo này là được in nổi lên nha các bạn, chứ không phải là dán ha, nó in nổi lên luôn, rất ok luôn. Đó, đây là cái phần logo gọi là cứu sống cho con nhân vật này. Không có logo là nhìn nó kỳ liền à, không có ra cái con cái copy đâu. Đấy, rồi cái phần cánh này cũng mình cũng phần ngực cũng sẽ đưa lên đưa xuống được. Và khi nói về cái phần ngực này á, nó lại phát sinh một cái vấn đề nữa để chê nha các bạn. Là bạn nhìn trên đây nè, bên đây nó sẽ hở ra, đây cái khoảng hở an toàn nha. Để làm cái gì? Để khi mà mình cử động á, cái phần tay nè nó không bị vướng vô, nó không làm gãy cái phần này. Nhưng mà đây nó sắc rịch luôn, bạn thấy không? Nè, hở nè,
nó sát nè, và không có cách nào có thể fit được cái vấn đề luôn các bạn. Nó đút nguyên một cái cụm này luôn đấy, và cái bên đây nè nó sẽ đụng vô cái phần này, phần ngực này đó, phần vai, mà thấy không, nó có thể làm gãy nha các bạn. Và mình muốn là mình phải kéo dịch ngược cái phần vai này ra phía sau đó, nó mới né được. Bên này nó hở nè đấy, rõ ràng là cái con KO là nó sẽ đủ thứ vấn đề. Và khi nói về cái phần vai nữa là bạn sẽ thấy này, bên đây này nó chắc nè, nó còn chắc chắc ha, còn bên đây này lỏng lè nè. Kỳ không đấy. Rồi những cái phần này mình cũng thể mở ra được như thế này đấy. Rồi phía sau không mở được đó. Rồi phía sau này nhìn này đấy. Rồi kể cả những cái phần sơn phết của nó cũng không có được, cái nước sơn cũng không ok nữa, có những chỗ bị trầy nữa. Giống như trên đây này có những cái chỗ nó sẽ bị trầy, nó rất là kỳ luôn đấy. Và cái phần vai này đấy rất là dễ sức đó luôn, đưa lên đưa xuống này kia, chỉ cần đưa lên dàn cái là sức ra đấy, rất là dễ sức đó luôn ha các bạn đó. Và lâu ngày nó có thể là bị lỏng luôn, lỏng là nó lật lè luôn ấy đó. Và cái phần trên đây khi mở ra bạn sẽ thấy được cái phần kim loại rõ ràng đây à. Nhưng mà cái kim loại này nó sẽ bóng, nó khác với cái kim loại của con rêu. Kim loại của con rêu và bạn nhìn ở đây nè, nó sẽ kiểu sần đấy, phần kim loại nè nó sẽ sần phải không. Nhưng mà cái kim loại con này nó sẽ bóng nè, nó khác ha đấy. Cái kim loại này nó sẽ cũng ok, cũng good thôi, nhưng mà lâu ngày sẽ bị rỉ sét nha các bạn, và nó chóc cái lớp này ra, gọi là bị tan ấy đó. Mình không biết giải thích sao cho rõ, nói chung là mình gọi là bị tan á, nó sẽ bị rỉ sét chắc chắn luôn. Cái phần này sẽ bị oxy hóa, đại khái là như vậy ha. Quá nhiều vấn đề luôn các bạn. Và khi nhìn xuống chút xíu chúng ta sẽ rõ hai tay này cũng như phần háng của nhân vật, tổng thiết kế là quá đỉnh rồi các bạn, không gì bàn cãi từ háng Flan Toy luôn ha. Đấy, và ở đây mình cũng sẽ có cái gimmick nhỏ như thế này, và phía sau mình cũng sẽ có cái gimmick nữa. Thì cái gimmick này dùng để làm gì? Dùng để khi mà mình xoay này con nhân vật nè, thì cái gimmick này sẽ đưa ra đấy. Thì rất là may mắn luôn khi mà hãng này KO vẫn giữ lại cái chi tiết hay này, đỉnh này của hãng Flame Toy đấy, rất là may mắn ha. Đấy, và bạn thấy này, tổng thể thiết kế được sơn phết cũng rất là chi tiết luôn các bạn đấy, quá đẹp ha. Nhưng mà đánh giá không có cao về cái nước sơn trên con nhân vật này nha các bạn. Đấy, điển hình ngay đây nó sẽ bị trầy đấy. Rồi cái phần ngay đây nè, đấy chưa gì hết đã bị trầy rồi, mà những cái điểm sơn này kia cái kiểu ấy nó cũng hơi lem một chút xíu đấy. Lem nhiều, nó không lem nhiều đâu, nhưng mà hơi lem, nó không được nét nha các bạn đó. Và hai tay này đó bạn thấy không, thiết kế ha, nhìn quá đỉnh luôn đấy. Và ở trên cái bàn tay con nhân vật này thì đây là một cái điểm yếu, và ở trên con gốc luôn đấy, theo mình biết là nó cũng bị như vậy, là những cái ngón tay này cử động nó khá là gọi là dễ bị rơi ra các bạn. Điển hình trên con nhân vật này nè, nó rất là cứng luôn, và khi mà bẻ này kia kiểu á là nó rơi hẳn ra luôn các bạn. Đây không phải một ngón luôn, mà ngón này nè, đây rất là cứng luôn, mà bẻ chưa gì hết là nó vẫn muốn rơi ra nè, đưa lên đưa xuống nè, rất là khó khăn luôn. Và những cái đốt này nè rất là dễ gãy luôn các bạn, rất là dễ gãy luôn, nhựa rất là giòn luôn ấy đó. Mình không hiểu nó tại sao làm như vậy. Ở bên bàn tay trên con nhân vật này thì nó đỡ hơn một chút xíu đây, nó đỡ hơn, nhưng mà trên bàn tay này coi như là thua luôn rồi, nó cứ ngắt à. Đấy, và chưa hết, cái phần ngay đây các bạn, khi bạn đưa lên nè, đưa xuống nè, là khi mà đưa tới cái giới hạn của nó nè, nó sẽ bung ra. Nhưng mà cái phần ngay đây các bạn, cái phần khớp này nè, nó rất là mỏng manh luôn. Đấy, các bạn cần phải lưu ý khi mà trải nghiệm nha, kiểu là cái phần ngay đây nó có thể bị vỡ các bạn, vỡ ở phía trên hoặc phía dưới ấy, là coi như là lúa luôn ấy. Đó là cái tay rất là yếu luôn để mà làm thiết kế kiểu mà nó vậy. Nhưng nói chung là dễ bị sứt ra, nó cũng đỡ các bạn. Đấy, chứ nếu mà nó cứng quá này kia nó có thể bị gãy ha. Đấy. Và ở phía sau này các bạn, phía sau này mình sẽ thấy có hai cái phần lỗ ngay đây. Thì hai cái phần lỗ này dùng để làm gì? Dùng để gắn hai cái bánh giáp này vào. Đấy. Và khi mà nhìn kỹ một lần nữa nè, các bạn sẽ thấy nè, cái thiết kế lỗ này các bạn. Đây, là cái phần ngay đây bạn sẽ thấy không? Giống như là kiểu mà có cái thanh gì đó hơi nóng ấy, nó đâm vào để khoét cái lỗ này rộng hơn. Thì đây là hãng làm chứ không phải mình làm nha các bạn. Đấy. Hãng làm ấy, thì do cái thiết kế lỗi hai bên nó đều bị như vậy luôn. Đấy, chả hiểu nổi nữa. Không biết là trên con gốc nó sẽ bị rít hơn rồi hãng làm ra cho nó ok, hay là cái việc copy lại nó không có được ổn, mình cũng chả rõ nữa. Đấy. Thì để gắn được cái giáp này vào cũng rất đơn giản thôi, không có gì phức tạp các bạn. Đó. Rồi ở phía sau này bạn sẽ thấy này có phần G này. Ở đây có cái G này ha. Thì mình sẽ lựa rồi mình gắn vào thôi. Đây mình sẽ lựa một chút xíu rồi gắn vào. Đấy, vậy là xong ha. Ở bên tay kia cũng vậy luôn, mình sẽ lựa rồi mình gắn vào thôi. Đấy, khá là đơn giản. Đây, mình sẽ lựa một chút xíu. Ok, đấy lựa. Thì lựa gắn xong á, ở đây sẽ có phần khớp này, mình sẽ đẩy cái phần này vào. Đây, đẩy vào như thế này. Còn bên đây thì nó sẽ có cái phần này mình cài vào như vậy rồi. Đó, vậy là xong ha. Đấy, gắn phần giáp vào. Thì khi gắn phần giáp vào nhìn nó sẽ đầy đặn hơn, nó ok hơn. Đây, nhìn khá là ổn ha. Đó. Nhưng mà theo cá nhân của mình á, thì nhìn nó ổn ổn cái mức độ đó thôi. Nhưng mình thấy nó cũng gọi là hơi dư thừa chút xíu. Đấy, theo cá nhân mình thấy không gắn thì nhìn nó gọn hơn, còn gắn vào nhìn nó nói chung là cũng được.
Thế nhưng mà nhìn tổng thể nó hơi kỳ chút xíu. Thì đi kèm con nhân vật chúng ta là mình sẽ có hai khẩu súng như thế này ha. Nhìn rất ngầu hầm hố luôn. Thì khẩu súng đầu tiên đấy là như thế này, nó sẽ có cái làn ánh sáng đó các bạn. Đấy, mình rất là thích khẩu súng luôn. Nhìn nó ngầu ha. Và ở trên con KO này vẫn giữ lại cái phần nhựa clear này và làm cũng rất là chi tiết các bạn. Đây rất là sắc nét luôn ấy. Đây, làm cũng rất là đẹp luôn, sơn phết này kia các kiểu, nhìn cũng rất là đẹp ha. Đây quá ổn luôn. Thì để cho nhân vật cầm được á thì mình sẽ mở cái phần này ra thôi. Đây mở thế này, nhưng mà nó khá là cứng mà. Và khi mở ra cảm giác như nó sắp gãy tới nơi ấy. Đấy, cho nên các bạn cần phải lưu ý ha. Đây và đóng lại. Đây, đóng, mình sẽ đóng lại như thế này. Đó. Và khẩu súng thứ hai, đây khẩu súng này. Nhìn nó sẽ kiểu ra cái tính chất là súng máy các bạn. Đây do cái phần này nè. Thì để cho nhân vật cầm được á thì mình sẽ mở phần này ra. Đấy rồi mở cái phần này xuống và xoay nó ngang qua như thế này. Và kiểu mà cầm hai tay các bạn. Đấy như thế này ha. Chú 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 chú. Hey, cũng rất là ngầu. Khá là ok. Nhưng mà thường ấy, cái con tay nó sẽ không có cầm kiểu như thế này nha các bạn. Mà nó sẽ đeo lên trên người. Hơn là ít khi nào mà cầm kiểu như thế này lắm. Đấy. Và mình còn có thể kết hợp hai khẩu súng lại với nhau. Thì kết hợp rất là đơn giản thôi. Đấy mình sẽ mở cái phần phía sau này ra. Đấy rồi mình sẽ gắn cái phần này vào. Đấy gắn phần đầu súng vào. Tan tan. Vậy là xong. Đấy là khẩu súng khá là dài ha. Đấy nhìn hầm hố, thì mình đo thử coi nó cỡ bao nhiêu cm đây. Chắc cũng phải 20 mấy cm các bạn. 27 cm. Đây, rất là dài luôn. Nó sẽ cao hơn con nhân vật chúng ta luôn các bạn. Đấy, mình chả biết cầm sao, nó chắc là kiểu mà cầm gá gá như thế này thôi chứ làm sao mà cầm được đúng không? Đó, nhưng mà thường hết là con nhân vật này ít khi nào cầm vũ khí lắm. Con nhân vật này sẽ đeo lên trên tay. Đây, thường là như vậy, mình thấy là như vậy ha. Thì đeo rất là đơn giản thôi. Đó là bên hông này. Mình sẽ có cái đồ gài như thế này, mình sẽ mở lên ha. Đây, mở lên những cái đầu gài thế này. Thì đầu tiên là về khẩu súng. Đây, có cái lằn này nó sẽ nằm ở phía sau các bạn. Đây, ở đây nó sẽ có hai cái lỗ này. Đây, mình sẽ đeo vào. Thì mình sẽ lựa chút xíu, nó sẽ hơi khó một chút xíu các bạn. Mình sẽ lựa chút xíu ha. Đây, nó thiết kế nói chung là nó KO nó làm lại nó cũng không có gọi là chuẩn nữa các bạn. Cho nên là khi mà đeo vào nó cũng khá là khó. Đó, rồi cái phần này khẩu súng này mình cũng sẽ đeo vào luôn. Đây, đeo là như thế này. Mình cũng sẽ lựa chút xíu. Ok. Đây, vậy là xong ha. Đây, cái dài sẽ nằm phía sau, còn cái ngắn sẽ nằm trước. Đấy, nhìn tổng thể này. Nhìn khá là ngầu luôn các bạn. Đây, rất ok luôn ha. Đây, quá ngầu ổn map luôn. Đây. Chú 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 chú. Quá đỉnh. Và khi nhìn xuống chút xíu, các bạn sẽ thấy rõ phần chân của nhân vật này. Đấy, thiết kế cũng rất là ngầu là đẹp ha. Nhưng mà theo cá nhân của mình đó là cái phần ngay đây nè các bạn, nó hơi to ra. Nhưng mà cái phần màu trắng này nó khá là nhỏ. Cho nên cái cảm giác á là nó nhỏ rồi nó to rồi nó nhỏ. Đấy mình nhìn thấy nó không có được cưng mấy ha. So với những con nhân vật trước, ví dụ như là con ớt này. Cái thiết kế của nó, cái chân ấy, nó sẽ nhỏ rồi nó sẽ to ra bạn nhìn nè. Nó sẽ đều, nhìn nó sẽ lực lực. Đấy sẽ ok. Hoặc là ở trên con nhân vật này, cái phần chân của nó này thiết kế nè. Mặc dù là nó cũng nhỏ rồi nó to. Đấy rồi nhỏ. Nhưng mà cái tổng quan của nó nhìn á, nó sẽ dịu con mắt hơn. Đấy cái phần nè, nó thiết kế sẽ dịu hơn. So với cái con nhân vật này thì ở đây nó sẽ đưa ra có chút xíu, nó đưa ra đây rồi nó cảm cái cụm luôn. Cho nên nhìn cái thiết kế mình cảm thấy không thích mấy ha. Đây, mặc dù là hãng Framtor nó làm ấy. Đấy rồi con nào chỉ KO lại thôi. Đây, thiết kế sơn phết này kia cũng ngầu cũng đẹp ha các bạn. Đấy và cái phần cái đây nó khá là rơ rơ. Đấy, nó rơ rơ thế này, không biết là trên con Real nó có giống như vậy hay không. Đấy và ở trên cái phần chân này sẽ có led nha các bạn. Thì để mở cái led này ra, mình sẽ mở giật cái phần này ra. Đấy thì cái pin mà sử dụng để gắn được cái phần này nè. Đấy cái pin này khá là khó mua các bạn. Cái pin này mã là L621F. Đấy hoặc là các bạn gọi là AG1 hoặc là LR60 đấy. Thì nó cũng là nó đó các bạn. Đấy cái viên pin này. Đấy. Đó cái viên pin mã này nè các bạn. Đấy. Đó các bạn, nó rất là nhỏ thôi. Các bạn cần phải tìm viên pin này ha. Thì để mở lên được á là các bạn sẽ mở cái phần này lên. Đấy mở nó sẽ có nút. Nút ở đây. Đấy mở lên. Đó rồi ở bên kia cũng vậy luôn. Bên kia thì mình cũng sẽ mở lên luôn. Đây giật ra. Thì mình đã gắn sẵn pin rồi. Gắn vào nó khá là khó khăn các bạn. Tại cái viên pin nó rất là nhỏ luôn ấy. Nó chứ nó không có to mấy đâu. Đó rồi mình sẽ gắn vào như thế này. Đấy thì cái đèn gắn vào nhìn nó cũng ok ha. Cũng good ha. Nhưng mà không biết là trên con Real như thế nào. Như trên con này á, khi mà mở cái đèn nó sẽ có rõ ba cái bóng hiện ra luôn. Chứ không phải là kiểu một cái lằn sáng. Nó cái ánh sáng nó mở lên thôi. Nó sẽ hiện ba cái bóng luôn. Để không rõ trên con Real nó có giống như vậy không. Đây nếu mà giống như vậy thì mình sẽ chê thôi. Nhìn nó khá là kỳ ha. Nếu mà cái này nó sẽ có cái miếng này nó đậm hơn á. Kiểu là nó chỉ sáng thôi, nó dạ thôi bài. Thì mình nghĩ sẽ đẹp hơn. Để so với thấy rõ ba cái bóng như thế này. Nhìn chung cũng ổn ha, cũng ok các bạn. Ok, thì đây là phần cuối cùng của nhân vật chúng ta ha. Là phần lưng của nhân vật. Thì cái phần này là cái điểm mình rất là bực bội, rất là khó chịu luôn. Đấy thật sự là khi mình quay tới cái đoạn này mình quá khó chịu các bạn.
là để gắn được cái phần này vào á là mình sẽ có hai cái lỗ, rồi trên đây nó sẽ có hai cái rãnh nè các bạn. Đấy, thì khi mà mình gắn vào như bình thường theo đúng như thế này mình gắn vào không được, gắn không có được. Đấy, thì mình nghĩ là có thể là cái lỗi giống như cái phần tay đây, là cái lỗ này nó không có đúng, thì mình đã khoét cái lỗ này ra to hơn chút xíu. Nhưng mà khi mình khoét rồi á, mình gắn cũng không được luôn. Và mình phát hiện được á, là mình cần phải gắn như thế này, xoay ngược lại, nó sẽ ok. Đây quá đơn giản luôn, gắn lại xoay ngược lại. Và mình phát hiện thêm một điều á, nó không phải là do cái lỗ đó mà là do cái phần này các bạn. Cái lỗ ngay giữa này nè. Thì đúng ra là cái phần màu vàng này nó phải xoay ngược lại. Đấy, bạn hiểu không? Là xoay ngược lại, là cái màu vàng này phải nằm dưới đây. Đấy là do cái lúc mà làm lắp ráp á là bị lắp sai. Đây thì các bạn hiểu không? Thì bây giờ mình phải tìm cách mình tháo ra hết luôn để mình xoay ngược cái phần này lại cho nó đúng để mình review tiếp. Rất là bội khó chịu các bạn. Đúng là những con KO này. Quá nhiều điểm để nói trong con nhân vật này luôn. Ok, thì sau khi mình mất rất là nhiều thời gian bạn, chính xác là 5 phút cuộc đời của mình để mình ngồi mình nghiên cứu cái này, thì mình phát hiện được mà mình không thể tháo cái phần này ra để mình xoay ngược cái phần này lại cho nó đúng nha các bạn. Đúng nguyên mẫu ấy. Đó, xoay ngược. Đây, chả hiểu rồi. Là nó không có một cái con ốc nào trên đây luôn. Tất cả là nó lắp ghép lại với nhau. Và những cái cạnh đây nè là hoàn toàn là dán keo hết, kể cả cái phần trên đây luôn. Mình muốn tách cái đôi cái phần ra để mình xoay lại thôi cũng không được. Đấy, nói chung là bây giờ sống chung với lũ là mình dùng cái tô vít này để mình làm cho cái lỗ này nó to ra hơn. Đấy, rồi gắn vào, nói chung là gắn tạm, gắn đỡ các bạn. Đấy. Chả hiểu nổi như con KO này đủ thứ vấn đề các bạn. Quá là khó chịu luôn. Và cái phần này mình có thể cử động để đưa qua đưa lại, để đưa lên đưa xuống này kia. Và cái thằng này mình cũng có thể xoay ha, xoay lên xoay xuống này kia các kiểu. Đó, xoay như thế này. Chưa gì nữa. Nhức cái đầu luôn các bạn. Đấy, và cái phần này mình có thể kéo dài ra. Thì ở trên cái con gốc á, nó không thể kéo ra nha các bạn. Trên con gốc nó không thể kéo ra như thế này. Mà trên con này mình có thể kéo dài ra hơn. Đấy, cũng gọi là cái cải tiến đấy. Đó, và cái này mình có thể gắn vào đây. Đây, nói chung là gắn mà nó cũng tạm bợ đấy các bạn. Nói chung là cũng được. Cho nó dính dính thôi. Và review cho bạn xem. Đấy, thì gắn vào nó sẽ như thế này ha. Đấy, nhưng mà cá nhân của mình thì mình thấy là cái lưng này, thiết kế, tổng thiết kế của nó nhìn nó không ok mấy. Nhìn giống như y chang cái mai rùa, nó sẽ khác với những cái lưng của những con Flametoy mà mình từng review. Đấy, nhìn nó đẹp hơn, nó ok rất là nhiều. Còn cái lưng này mình không thích mấy ha. Và nhìn từ phía trước như thế này. Đấy, và cái này mình có thể đưa ra phía trước. Đó, kiểu thế này. Nhìn cũng ngầu ha các bạn. Đấy, và cái phần này vô tình quay ngược lại thì nó lại nhìn nó ok hơn so với phần đích của nó. Cái phần đích này nếu mà đúng nó đưa cái phần này ra thì nhìn nó không được đẹp mấy. Đấy, trong nói chung trong cái rủi của cái may. Đó, ra cái phần này mình có thể tháo ra, không thích thì các bạn có thể tháo ra, giật ra như thế này. Rồi giật bên đây ra luôn. Đấy, rồi mà mình sẽ gắn cái bộ loa này vào. Đấy, độ loa. Mấy em hot girl giờ hay nói là độ loa này kia kiểu đó. Rồi bây giờ mình độ loa này. Đấy, gắn vào. Đấy, lắm trò ha, đủ thứ chuyện, loa liếc này kia. Đấy, và khi gắn cái bộ loa này vào thì nhìn nó cũng ổn áp các bạn. Ây. Không hiểu. Lú cái đầu. Đi với con này luôn các bạn. Và khi gắn vào này, đó, nó sẽ kiểu như thế này. Đấy, là coi như là đi hát mướn này kia các kiểu ha. Ai cần tiệc tùng là liên hệ tới anh. Đấy, gớt ngón tay luôn. Ok. Ok, vậy là sau rất là nhiều thời gian luôn, mình cũng đã review xong về em nhân vật này. Đó, thì như bạn thấy là khi mà lên tất cả phụ kiện luôn, nhìn em này cũng rất là ngầu ha, quá đẹp luôn. Thì rõ ràng là thiết kế của Flametoy mà, khi mình khen là chỉ khen Flametoy thôi. Còn em nhân vật này chỉ KO đấy các bạn. Đấy, và con nhân vật này KO lại mà làm cũng không có nên thân mấy nữa. Đây, rất là nhiều lỗi luôn. Đây, cái phần súng này thật sự nó cũng có lỗi các bạn. Khi mà làm ra không có chuẩn á, gắn vào rất là khó khăn luôn. Phần bàn tay này, rồi rất là tệ luôn, bị rớt ngón ra rồi cứng đủ thứ chuyện. Rồi phần mặt làm cũng không có đẹp, phần ngực cũng lỗi luôn. Đấy, rồi cái phần lưng này là quá đỉnh cao rồi, khỏi nói rồi. Lắp ngược cái phần bắt này lại luôn, khiến cho mình gọi là say sở, gọi là mất 1-2 tiếng đồng hồ ấy. Mình đùa mình nói 5 phút chứ rất là nhiều thời gian luôn các bạn, rất là khó chịu luôn ấy. Đó, rồi về cái chất lượng nhựa trên con nhân vật này á, thì cái nhựa nó cũng không có tốt đâu các bạn. Thật sự là như vậy luôn. Đấy, đúng là cái kiểu KO nó dừng lại cái mức KO thôi. Và cái phần sơn phết nó cũng vậy, nhìn nó sơn bóng bẩy như vậy nhưng thật sự nó rất là dễ chạy. Rồi nó sơn lem rồi đủ thứ chuyện hết. Đó, thì nói chung là em nhân vật này thì cái điểm gọi là khen, mình nghĩ chắc là khen về cái thiết kế, là khen thiết kế của hãng Flametoy thôi. Còn cái vấn đề khác thì mình chưa thấy điểm nào mình khen. Và đây là những em khác ha. Đấy, trong gia đình tan luôn. Đấy, và hai em này là của hãng MSC Mastermization, còn em này là của hãng Arrow Factory. Đấy, thì mấy em này là quá good rồi, mình đã có review rồi. Đấy, bạn thấy không, nhìn đứng vô thì nói chung là nó cũng ok ha, cả gia đình luôn.
Đấy. Và bây giờ mình sẽ vào từ tiếp theo, đó chính là về khớp bị đầu cử động để xem có cứu vớt lại được cái gì trong cơ quan vật này không nha bạn. Về khớp bị đầu cử động thì đầu tiên phần đầu của nhân vật nè, mình có thể xoay qua phải này, xoay qua trái, có thể cho con nhân vật có thể nhìn lên, đấy, nhìn xuống. Và phần đầu này rít là khá rít đó bạn, nó cái khớp của nó khá cứng ấy. Đây. Còn về phần ngực thì mình sẽ có cái phần đây mình mở ra mở vào được, đó tăng biên độ cử động. Phần khớp vai thì mình có thể xoay được 360 độ như thế này. Đấy, khớp cũng rất chắc chắn luôn ha các bạn. Đấy, rất ok luôn ấy. Và khi đưa sang ngang nó sẽ có biên độ thế này, cũng rất là chắc chắn luôn. Đó, và phần khớp vai thì mình có thể xoay để tăng biên độ cử động cũng như mở được những cái phần này lên. Đấy, như thế này. Và phần khuỷu tay thì mình có thể xoay được như thế này. Đấy, xoay để tăng biên độ cử động. Đó, rồi mình sẽ có gặp được phần khuỷu tay. Đấy, biên độ sẽ như thế này thôi. Đấy. Còn về bàn tay có nhân vật thì mình có thể xoay được 360 độ này. Đấy, xoay như thế này. Rồi mình có thể đưa lên. Đấy, như thế này. Đưa xuống. Đó. Và khi đưa ra đưa vào, vậy cũng được nữa các bạn. Đấy. Ngón tay thì mình có thể cử động full ngón như bên cái ngón bên này, nó rất là cứng luôn. Đấy. Và cái bàn bên đây thì nó sẽ ok hơn. Thì mình có thể cử động được như thế này. Đấy, full ngón nha các bạn. Rất ok luôn. Đấy, nó khá là gọi là mượt ở bên đây, còn bên đây thì nó sẽ cứng, rất là dễ bị sứt ra như thế này luôn, rất là khó chịu luôn các bạn. Đấy, còn về cái phần eo của nhân vật thì mình có thể xoay qua phải này, xoay qua trái này. Đấy, rồi có thể nghiêng qua phải, nghiêng qua trái. Và đặc biệt cái phần ngực ngay đây các bạn, mình có thể gập xuống và khi gập nó sẽ có cái gimmick đây, rất là hay luôn. Nè các bạn nhìn nè. Đấy, nó sẽ đẩy vô, đẩy cái phần bắt này vô. Đấy, để cho con nhân vật khi mà gập xuống nó sẽ như thế này ha các bạn. Đấy, mình có thể gập xuống rồi đưa lên, nghiêng lên, nghiêng xuống như thế này. Đây, rất là hay ha, cái phần gimmick kia đó. Rất là hay luôn, ngã lên ngã xuống. Đấy, còn về khớp háng của nhân vật thì mình sẽ mở cái phần này lên. Đấy, mở những cái phần này lên để tăng biên độ cử động ha. Đấy, và khi đá ra phía trước, biên độ sẽ như thế này. Đó, bạn thấy không, cái phần chân nè. Đấy, đây cái vấn đề ha. Nó khá là yếu các bạn. Và khi đưa phía sau, nó sẽ cứng hơn. Kiểu nó đúng cái khớp của nó các bạn. Đấy, và khi đá sang ngang thế này thì cũng khá là cứng. Đấy, để mình thử chân bên đây coi coi nó có khác gì không, nó có lỏng hay không. Đấy, chân bên đây thì nó chặt hơn này, vậy là do lỗi thiết kế rồi các bạn. Đấy. Rồi khi xoay cái phần đây mình cũng có thể xoay qua phải này, xoay qua trái này. Đấy. Rồi khớp về khớp gối của nhân vật thì mình có thể gập được cái biên độ thế này. Đấy, gập lên. Và khi gập ở đây là bạn nhìn nè, nó sẽ có cái thanh này đây. Đấy, đây thiết kế của frame toy ha. Đó, một cái thanh, đó thanh kim loại các bạn. Đấy, chuyển động khá là mượt luôn ấy. Về cái bàn chân thì mình có thể đưa xuống như thế này, đưa lên, đưa xuống. Đó, nhưng mà khi mà nghiêng qua nghiêng lại á, hầu như là không có luôn các bạn. Rất là tiếc luôn ha. Về cái việc này, nó sẽ tăng, nó sẽ làm giảm cái biên độ cử động của chúng ta ấy. Đó, nó chỉ có thể đưa lên nè, đưa xuống, chứ nghiêng qua nghiêng lại thì gần như là nó không có luôn. Rất là cứng luôn. Đấy, rồi cái mỗi bàn chân mình có thể chuyển động, đưa lên như thế này cũng được. Đấy, để tăng biên độ cử động các bạn. Ok, vậy là 6 phút mình có review thành công nhân vật này rồi. Vậy em nhân vật này có đáng sở hữu hay không? Thì theo cá nhân của mình á, thì em nhân vật này không xứng đáng sở hữu các bạn. Đấy, thật sự như vậy luôn. Thì các bạn thấy đó, sau cái quá trình mình trải nghiệm, thì từ phần đầu này, phần ngực, phần tay, phần chân, phần lưng, tất cả mọi thứ nó đều có điểm lỗi các bạn. Và tất cả những cái điểm lỗi đó là không thể bỏ qua được. Đó, nó gây khó chịu cho khi mà mình trong quá trình mình trải nghiệm rất là lớn luôn, điển hình là phần lưng, là ngược, phần bắc lại luôn các bạn. Đấy, và nó gần như là trải nghiệm nguyên vật này không hoàn hảo, không có gì tốt đẹp các bạn. Đây, thì có thể là các bạn cũng mua con này giống như mình đó, và các bạn có trải nghiệm nó tốt hơn. Nhưng riêng bản thân mình bỏ ra 3-4 triệu mà các bạn phải cầu nguyện này kia, rồi đợi cho cái con nhân vật này không hư gãy, rồi không ngược bắt không này kia, thì mình cảm thấy không xứng đáng các bạn. Đó, điển hình là mình có thể là trong cái tầm giá 3-4 triệu đó, các bạn có thể bỏ ra mua của hãng MC nè, EF, Toyware hoặc là Hasbro, Toyomi, tất cả những hãng đó có thể đảm bảo được cái món sản phẩm của bạn ok. Còn riêng về con KO này thì về ngoài bóng bẫy này, rồi có diecast này, ngầu này, rồi của hãng, rồi KO để lên trên bàn để các bạn sẽ nói là mua, tôi mua để lên bàn thôi cho ngầu ngầu thôi cũng được đấy. Nhưng mà các bạn mua một cái con không hoàn hảo 3-4 triệu về các bạn sở hữu, các bạn cảm thấy là nó rất là khó chịu đúng không? Thật sự như vậy luôn, không biết các bạn có giống như mình hay không, nhưng riêng cảm nhận của mình thấy rất là khó chịu các bạn. Đấy, một cái con nó không hoàn hảo, cho dù đó là mình cảm thấy gọi là tự trấn an bản thân mình thôi, là tôi cũng có một con giống giống con lên tôi. Nói chung là nó kỳ lắm các bạn. Đấy, thì mỗi bạn sẽ có cái gu riêng ha. Còn về khớp biên độ cử động thì mình thấy cũng ổn, cũng ok. Còn về chất lượng nhựa và màu sơn thì nó cũng mức trung bình, các bạn cũng chấp nhận được. Nó nhựa nó cũng ok. Đó, chứ không phải gọi là dễ hư gãy đâu, chỉ trừ cái bàn tay nó khá là dễ gãy thôi, còn vẫn cái phần khác thì nó cũng ổn, cũng ok, chấp nhận được. Đấy, thì
tiền của các bạn mà, các bạn thích mua thì mua thôi, điền cái Google của mình. Ok, thì bây giờ clip cũng đã quá dài rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip này rồi, đừng quên để bấm like và xem đăng ký kênh với mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.